Vâng, và kính thưa quý vị, như hoa thơm cỏ lại trong vườn xuân, như mây xanh giữa khung trời và những đám vàng treo ngòi ngó, gặp nhau để rồi yêu nhau, đó là quy luật tuyệt diệu của tình yêu. Nhưng để tình yêu ấy được đơm hoa kết trái, để hai người cùng nắm tay nhau đi hết đường đời, ấy mới là tình yêu đích thực. Và tiếng nhạc nổi chào mừng đôi bạn trẻ, chào bốn mùa tươi đẹp của đôi ta. Hồi hôn là một vườn hoa tình duyên kết trái nên duyên vợ chồng. Và kính thưa quý khách xa gần, trong bạn ngày sống vui nhất là ngày cưới. Để có được niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2024, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, đôi bạn trẻ Quang Hồ và Thanh Thúy đã trải qua những chuỗi ngày đầy công xây đắp nên tình duyên kết trái. Ngày hôm nay tại tư gia của gia đình họ nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Quang Hồ và Thanh Thúy. Và thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Quang Hồ và Thanh Thúy xin phép được bắt đang hiện diện và đang được trang trí lộng lẫy ở tư gia của gia đình họ nhà trai, và đặc biệt với những ánh mắt, với những nụ cười, với những bờ môi và với những tình cảm trân trọng nhất của quý khách gia gần, chúng tôi đang muốn dành đến những lời tốt đẹp nhất đối cho Quang Hồ và Thanh Thúy. Và kính thưa quý vị và các bạn, và Quang Hồ và Thanh Thúy ơi, các bạn còn chần chờ gì nữa? Với những gì mà chúng tôi đang hiện diện và đang chúc phúc cho bạn trẻ thì hai bạn hãy dành một cử động nhỏ, một cử động nhẹ thay cho lời muốn nói, thay cho lời cảm ơn, đó chính là lời cúi chào thân mật của Quang Hồ và Thanh Thúy. Xin mời. Ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ Quang Hồ và Thanh Thúy ngày hôm nay được nhân lên gấp hiện diện với nhiều lần, với sự tham gia hiện diện đông đủ của quý khách xa gần. Và kính thưa quý vị, đỡ lời cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng kính mời các thân khách của hai bên gia đình, chúng ta cùng mời nước, mời chầu và cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Chầu này chầu quế, chầu hồi, chầu loan, chầu vượng, chầu bình, chầu ta, chầu này chiếc tối hôm qua cùng chơi một miếng cho nhau vui lòng. Thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các thí, cậu mợ cùng quý khách và bạn bè thanh niên nam nữ. Và tôi là được sự ủy quyền của ông Bằng và Lanh. Kính thưa các cụ, qua một thời gian tìm hiểu, được sự nhất trí của Quang Hồ và được sự nhất trí của Thanh Thúy và được sự nhất trí của Bằng và Lanh và được sự nhất trí của ông Trường Bà Luyện và được sự nhất trí của phường Vạn An và xã Ấm Hạ. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 4, xin tiếp nhận ông trưởng đoàn nhà gái sẽ giao cháu Thúy cho ông Tống, Quang Bằng và bà Trần Thị Lanh để làm dâu con của họ hai bên nội ngoại chúng tôi. Tôi xin cảm ơn. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn dành cho các trưởng đoàn đại diện đến từ gia đình họ nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay. Một sự chấp thuận và đồng ý rằng là phái đoàn họ nhà gái sẽ trao dâu trong buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Quang Hồ và Thanh Thúy. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác. Và kính thưa quý vị và các bạn, mảnh đất con họ Bắc Ninh của chúng ta đã sản sinh ra và nơi trưởng thành và nơi lớn lên của chú rể Quang Hồ. Và có thể nói rằng là nhân duyên đã che duyên đôi bạn trẻ Quang Hồ và Thanh Thúy với mảnh đất của Phú Thọ của chúng ta. Và ngày hôm nay, với miền quê đất tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta từ bao đời xưa đến nay. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đến từ phái đoàn gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Xin kính thưa các cụ ông, cụ bà và các bạn bè thanh niên. Tôi là bác ruột của cháu Thúy, đồng thời cũng là vị đại diện của bên nhà gái. Thứ nhất cho tôi không biết nói gì hơn là tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các cụ, các ông, các bà bên gia đình họ nhà trai. Thực sự là rất là nhiệt tình, chu đáo, cũng đúng như lời nói là người Bắc Ninh trọng tình trí nghĩa. Tôi xin được cảm ơn. Ngày hôm nay là ông bà Bằng Lăng cũng như bên đại diện nhà trai đã có cơ chầu sang họ, sang bên nhà gái cháu Thúy. Trở thực sự từ giờ phút này trở đi là tôi đoàn đại biểu đoàn đại nhà gái đưa sang cháu Thúy sang đây là trao gửi cho gia đình ông bà ông Lăng. Kể từ giờ phút này cháu Thúy chính thức là dâu, là con trong dòng họ của nhà ông Lăng và gia đình nhà ông Lăng. Và cháu Hồ là cũng là cháu rể của gia đình của nhà gái chúng tôi. Thì như ngày xưa các cụ cứ nói là chín bỏ làm 10, nhưng bây giờ sống theo cái thể 4.0 thì chín bỏ vào mồm. Các cháu cứ nên coi nhà nên chồng, thuận vợ thuận chồng, các điển công cũng tặng. Cuối cùng là xin cảm ơn quý vị, các bạn và các bạn.
Vâng, và kính thưa quý vị và các bạn, và như vậy là từ mảnh đất Phú Thọ của chúng ta xin được trân trọng cảm ơn phái đoàn gia đình Hòa Nhà Gái đã cùng với cô dâu trên đoàn xe tình ái đã từ cập bến với hôn trường của nhà trai của chúng tôi, Quang Hồ của chúng ta trong buổi lễ thành hôn của ngày hôm nay.